Đây là hộp cơm tấm sườn bì chay đây cả nhà ơi. Đây hộp cơm tấm của mình gồm có sườn chay, chả chay, hành thánh, bì, dưa chua, ớt, tất cả đều do nhà mình tự làm nha. À, chỉ có chả là mình mua ở ngoài thôi. Đây. Đây là dưa chua nhà mình làm luôn.